giống mất mũi phán. Đồ đi hèn. Mình, Mình, Mình ơi, Mình ơi, bỏ đi Mình. Mình thương em, Mình thương con mà sáng bình tĩnh lại đi Mình. Mình ơi, Mình ơi. Trời ơi, giờ đây thì tôi mới hiểu cái nghĩa cái nhân. Họ chỉ thốt ra từ cửa miệng của chớ còn trong lòng thì bạc trắng như vui. Dũng ơi, mày ác lắm Dũng ơi. Tao không ngờ, tao thật không ngờ. Thật uổng công tao đã tốt lâu nay, xem mày như là bán thân mình. Vậy mà mày nỡ vô tình bội nghĩa vong ân. Mới tin kẻ chẳng trái tim. Mình, Mình ơi, Mình ơi, máu ra nhiều quá Mình ơi, Mình ơi, Mình ơi. Mặt tôi, cứ mặt tôi chết cũng đáng tội, tôi lắm mà. Có chết nhớ trả nợ tôi rồi mới chết vậy cho. Ê ê, cái con yêu nữ kia, chị yêu nữ, bà có lương tâm không vậy? Vợ chồng người ta đến nước này mà còn đứng đó đòi nợ được hả? Ê, sao tôi gặp anh hoài vậy? Tôi cho bà biết, bà còn sống là tôi còn sống à. Và tôi cũng báo cho bà biết nha, kể từ bây giờ bà đi đâu là có tôi ở đó. Làm gì mà anh đeo theo tôi hoài vậy chứ? Tôi bám theo bà để canh me bà. Canh me gì? Để xem cô làm gì bay. Là tôi tẩy chay cho lẹ. Ai mà nhẹ dạ nghe theo. Hồi giây, mỗi ngày, hồi tháng. Hay sang tiền góp tiền lời. Thì tôi khuyên liền, khó đừng có rớ. Bởi chính giàu như gông đeo cổ. Khổ thân chứ chẳng lợi gì. À, chạy ra lâu nay mối hủi. Xin chơi rồi rút lại. Là tôi xui chớ ai. Hỏi dai xong rồi không lấy. Tôi đây cũng xui họ nè. Trời ơi, cái đồ cắt kè. Cái đồ rắn mối. À, cái thứ thôi loại. Cái đồ ốc quắn. Trời ơi trời, tức quá nè trời. Tức thì chết đi. Tao lập bàn thờ, tao trù mày. Tao trù cho mày. Tao thưa lính bắt quân dịch này. Ê ê, cái con mắm sữa kia. Trời, tôi cho cô coi đây nè. Đây coi nè, gì? Đây là giấy chứng nhận tâm thần của bệnh viện Chợ Quán nè. Trời, thử lính nào mà đụng tới tôi một cái thử có phỏng tay không cho biết à. Còn bây giờ gì vậy? Gì đó, gì đó. Bây giờ tôi đang nóng nực quá, tôi muốn đi tắm. Dù gì mà nếu đi tắm thì tôi cần phải cởi hết quần áo ra. Nè 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 nè, cái thằng kia mày đừng có làm bậy nha thằng điên. Phải, tôi điên rồi. Nhưng trước khi đi tắm tôi cần phải súc miệng trước đã. Mà súc miệng thì phải súc bằng máu của bà mới được. Bây giờ tôi cắn cổ bà. Cắn cái lỗ mũi bà. Cắn cái lỗ bà. Từ nay thứ có bà dám quậy trước mặt tôi không cho biết à. Kìa anh Hùng, sao máu me không gì nè? Anh Bình ơi, anh... tôi gạt con quỷ đó thôi chứ tôi đâu có điên khùng gì đâu. Còn đây là cái giấy khám bệnh bình thường của vợ tôi thôi à. Chú Bình,
Tôi cảm ơn chú đã giải dây cho vợ chồng tôi. Có gì đâu anh ơi, con quỷ đó mình phải trừng trị như vậy mới được. Mà tôi nghĩ tôi tức cho anh ghê vậy đó nha. Ủa anh không có biết cái con sinh cho tiền đứng đó sao mà còn nhào đầu vô chi gì không biết nè. Chứ chú nghĩ đi, hoàn cảnh của tôi đã phải chịu lại dây nài tặng nghi mức đã quá nhiều, quá là điều khó giải nan. Mấy ngày nay tôi chạy dài buồn khóc, nhưng họ chỉ lạnh lùng quanh mặt làm ngơ. Bé lắm đông sốt đã không nơi lại tìm chồng tôi. Hoàn cảnh của chị nghe mà đứt ruột, thời cuộc nhiễu nhương thiên hạ quá vô tình, ai cũng lo cho bản thân mình, chớ nga biết gì cho ai. Thiên hạ thì trách làm chi, có trách là trách cho đứa em vô tình bạc nghĩa. Từng miếng cơm ăn, từng chiều chăn nhường phần ấm lành, vậy mà cái bất hạnh hôm nay nó đành đoạn không. Đặt bên mình bao nỗi ước ao, giờ hiểu ra chỉ là chim bao mộng mì. Kẻ chẳng ra chi mà tôi cứ luôn xem trọng, và trọn ước mơ bằng tim óc của mình. Chỉ nghe sơ thì tôi cũng có phần nào thấu hiểu. Tôi không ngờ em của anh tệ thật mà. Mình bỏ đi mình, dù sao thì chuyện cũng đã vậy rồi. Mình có nhắc cũng chỉ bận tâm thôi. Nhưng tôi tức lắm, cũng là con người thì tại sao nó lại chẳng nghĩ suy chứ. Anh hùng mà, nếu trên đời mà ai cũng biết nghĩ suy thì đâu có gì để nói. Nếu không có sự giả dối lòng lừa thì đâu có sự việc hôm nay. Lúc trăng tay thì huynh huynh đệ đệ, bao ước hẹn thề họ có ngại ngùng gì đâu. Đến khi dấn sâu vào câu phú quý thì còn nhớ chi cái quá khứ bụi mờ. Họ sẽ giả khờ, giả điếc hoặc giả câm, cứ mặc cho lương tâm dày dò sau cùng đường. Đứng trước thềm qua thì luôn tránh xa lầy lội, để khỏi đen mờ cho lớp máu nhẹ thân. Chú nói ra đã làm cho tôi thấu hiểu. Đúng là cái thế thái nhân tình như lớp áo che thân. Tội nghiệp cho con tôi phải ra đời trong cái hoàn cảnh điên mờ. Không biết rồi đây, nó và em nó sẽ ra sao nữa.
Trời ơi, cháu nó nóng quá. 3 ngày rồi, cháu cứ luôn đi sợ. Gạo còn không có ăn, thì tiền đâu mà nó tha thuốc. Không được, nếu để như vậy là không có tốt đâu. Thôi bây giờ tôi tính về nha. Tôi thì không có con, trong khi má tôi lại rất ham cháu nội. Không ấy anh chị, cứ để bé Lâm cho vợ chồng tôi thay thế nuôi giùm. Trước là chạy chữa bệnh tình, cố để chị với anh bớt phần gánh nặng. Trong hoàn cảnh hiện thời quá đổi khó khăn, tiện thể tôi sẽ đưa cho một số tiền anh chị mượn, để anh Hùng có mà lo bệnh. Khi nào khỏe rồi làm trả lại cho tôi. Anh Bỉnh à, ơn của anh vợ chồng tôi tạc dạ, nhưng nếu cho con thì tôi không cho được. Không, chị đã hiểu sai ý tôi rồi đó. Tôi chỉ nhận nuôi giùm có bảo cho luôn đâu. Bỉnh à, tình thế nguy nan không thể đo lường, chuyện trước mắt là phải lo bệnh cho con. Chú Bỉnh giúp ta, mình chưa hiểu lầm, tôi nguyện khắc lòng ơn nghĩa hôm nay. Thôi thôi, ở đó mà ơn nghĩa nữa, lo đưa đứa nhỏ đi bệnh viện đi. Còn chị Hậu, chị đi với tôi về ghé nhà tôi đi, tôi lấy tiền tôi đưa cho chị. Dạ, mình đi chú. Mình à, không mấy... Mình lo cho con trước đi, tôi chắc không sao đâu mà. Đi đi mình, chú Bỉnh. Đi lẹ đi chú. Đi, đi chị. Mình à, mình ở nhà cẩn thận nghe mình. Được rồi. Mình chào em về nghe mình. Đi đi mà. Em đi nghe mình. Mình nhìn mình và con mà tôi đứt từng đoạn ruột. Mình vô tình nên đâu biết gì sự tính toán trong đầu óc của tôi. Bỏ lại mình giữa lúc này, tôi đúng là kẻ chẳng có lương tâm. Nhưng tôi bất lực bất tài. Nếu ở lại chỉ gây cho mình thêm phần gánh nặng. Mình ơi, xin thứ lỗi cho tôi không xứng đáng làm chồng. Con ơi, con đừng trách ba, bởi ba là người không tròn bổn phận. Nhưng đây là hoàn cảnh, chứ ba nào muốn vậy đâu con. Mình ơi, tôi mong mình hãy hiểu cho tôi. Có đầu muốn cầu tận trời, nhưng bởi do ông trời tạo, cơ cầu trái ngang mà thôi. Thân tôi đáng chi trên đời, ở lại làm khổ thân mình thôi. Xin tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho tôi nghe mình. Xin mình gánh giùm trách nhiệm thay tôi, để nuôi con khờ và xem như xác thân tôi. Đã yên dưới ba tơ cò, đừng bận lòng để tâm mà chi. Quên đi để lo cho mình, vì đường đời của còn đẹp, tương lai còn dài, hãy cố mà quên tôi. Từ nay
Mình ơi xin tha lỗi cho tôi. Nếu phải duyên, hẹn kiếp sau mình gặp lại. Vĩnh biệt, vĩnh biệt mình và con. Đây rồi. Trời ơi, chị báo hại tôi chạy đôn chạy đáo để tìm, mệt muốn đứt khơi vậy đó. Chị xin, chị tìm tôi để nói rõ chị nghe, là kể từ hôm nay ta dứt khoát á, cho xong để khỏi phải mất công cứ lòng vòng uống sức như không. Thôi thì một lần khỏi phải bận tâm, nhà chị là tôi lấy nha, để từ cấn nở nần. Còn ba cái đứa cũ nát á, chị cứ lấy tôi không cần. Chị xin ơi giùm nghĩ lại mà thương, nếu mà nay không nhà chính chủ nên thân. Giả lại tôi đang gồm mang trong bụng, sắp sửa chào đời rồi phải sống đi. Ôi chuyện đó tôi khóc cần, chỉ biết nợ nần phải xiết nhà mà thôi. Mong chị hãy xót thương, hoàn cảnh tôi nay đang gặp phải đọa
giọt đường. Chúa cha bi ai thật khó thể lường. Chồng bỏ sơ đi giờ chỉ một thân cô quạnh, thêm nước con này đang mang nặng trong tôi. Từ nhỏ đã lẻ loi không biết ai cha mẹ, nên nương thân chỉ nhờ ở nơi chồng. Nơi quá lắm đông mong chỉ hai nhung lòng. Trời ơi, thôi đi bà ơi, bao nhiêu câu này tôi nghe nhàm tai quá rồi. Bây giờ dứt khoát nợ vợ chồng chị thiếu tôi giấy trắng mực đen hẳn rồi. Không trả nổi tôi xiết nhà. Chị đó sao mặt chị chứ? Chị xin tôi lại chị mà. Trời ơi, là mở buông ra giùm coi, níu kéo gì nè. Chị xin ơi, đồng là phận gái như nhau, nhưng tôi thì vô phần bạc phước, nên mong chị thương giùm tôi nghe chị. Thương sao? Không ấy, chị cho tôi ở tạm lại nhà đi. Khi nào sanh xong thì lúc đó chị tính sao cũng được mà. Trời, chị xin tôi lại chị mà. Chị thương giùm mẹ con tôi nghe chị. Thôi 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 thôi, tôi nói không là không, đừng có nói nhiều mệt quá à. Chị xin ơi, tôi lại chị mà. Nếu không nơi nương tựa thì mẹ con tôi sẽ ra sao đây? Chị thương giùm mà. Em lại chị, em lại chị, em lại chị mà. Trời ơi, đầu đường xó chợ ngủ bờ ngủ bụi thì mặc kệ. Tôi chỉ biết cần tiền thôi à. Bây giờ không có tiền trả tôi lấy nhà. Buông ra coi, buông ra coi. Trời ơi, coi cái thước gì mà dai như đĩa. Chị xin, chị xin ơi, chị đứng lại mà nghe em nói đi chị. Chị xin ơi, chị thương giùm, chị thương giùm em đi mà. Trời ơi, con có làm chi nên tội mà trời lại gieo ác nghiệt vào con? Rồi đây con sẽ ra sao với cảnh đời đau khổ không quyến thuộc họ hàng, cũng không một chỗ nương thân? Ông trời ơi, con tuổi tình chi đâu sao đắng cay bây giờ phải mang lầm tham bóng đêm bao trùm vui xuống phần quá nhiều ngang trái giờ. Trong tim này dù ta cách rời, Hậu ơi, anh mãi mãi yêu em. Anh ngồi nơi đâu hãy về cùng em chia sẻ đắng cay cơn tình hôm nay. Chưa thân cô quân đâu cảm niệm thắng anh.
rồi. Anh đâu rồi Hùng ơi? Dù anh có ra sao thì anh mãi mãi vẫn là chồng của em mà. Và duy nhất chỉ của anh là điểm tựa của đời em thôi. Hùng ơi, anh có nghe không những lời em nói? Không có anh, đời em chứ không còn gì nữa cả. Em sẽ chết rồi. Hùng ơi, anh có biết hay không? Dừng xe là đi anh Thỏ. Dạ, có chuyện gì vậy cô? Dừng xe lại giùm tôi đi. Dạ, dạ. Anh bước xuống coi có người nằm bên đường kia. Dạ. Cô ơi, có một người phụ nữ. Anh coi người ta có sao không? Dạ xỉu rồi. Dạ, cũng mang bầu nữa. Đi chứ, không được rồi. Trời ơi, sao vậy nè? Không xong rồi. Anh Thọ à, anh phụ một tay đưa chị ta lên xe và chạy tìm bệnh viện gần nhất. Nhanh đi. Dạ, dạ. Tao là ai? Tao là ai mày biết không? Mày nói đi. Nói cho tao biết đi. Sao mày không nói hả? Đâu rồi? Con của tao đâu rồi? Nhà của tao đâu? Cái nhà này đâu phải nhà của tao. Tao nhớ, nhớ kỹ lắm. Nhà của tao nó nằm gần bờ con sông, có cá lội nè, có lục bình trôi nè, có gió có trăng có ruộng đồng mênh mông, có cây cao bóng mát, có tiếng hát ru con. Ờ đúng rồi, đó là tiếng vợ tao. Còn ở đây nó sập sình sình sập, cái tiếng gì mà thiệt khó nghe, làm cho tao nhức cái đầu khó chịu. Không ngầu ở mà cứ toàn la hét, nhét vào tai la hét sập sình nè. Nếu mày thương tao thì làm ơn dẫn lối chỉ đường để tao được về nhà, chứ ở đây hoài chắc có ngày tao điên. Vợ chờ con mong cảnh ngóng trong thế thảm vô cùng. Ôi đêm vắng lạnh lùng, nhớ tao nhiều chắc họ khóc như mưa. Đưa tao đi ha. Mày ngoan đi rồi tao mua kẹo kéo cho ăn. Không chịu hả? Vậy mua cà rem ha. Cũng không chịu nữa hả? Ê bộ mày là cha tao hả? Tao cho mày biết nghe, con tao ở nhà còn chưa chắc có kẹo kéo với cà rem mà ăn nữa. Còn mày, mua cho mày ăn mà mày còn không chịu hả? Nếu không chịu, kệ cha mày. Tao đục đầu mày chơi làm giá hả? Đục đầu mày nè, đục đầu mày nè, đúc đâu mày nè. Trời ơi, trời đánh tôi thiên lâu giáp tôi. Trời ơi. Ủa, không phải hú hồn hú vía vậy mà tôi tưởng. Trời ơi trời, ông nội tôi kìa. Ông nội, có phải ông nội mới chọi con không nội? Tao chứ ai. Trời ơi trời, may là con búp bê à, chứ phải cái búa cái chắc tôi đi bệnh viện quá trời. Anh Hùng, bộ anh điên sao mà chơi gì kỳ cục vậy anh Hùng? Tao không biết tao điên không nữa, mà sao tao nghe mày nói tao điên hoài vậy? Nhưng anh nên nhớ rằng chết cha mà
mà chả có nhớ gì đâu mà kêu nhớ. Anh Hùng à. Ê. Ê. Gì? Mà tao có điên không vậy? Tôi cũng không biết nữa. Mà nhìn anh hình như không giống người phàm. Nghe bác sĩ nói hình như ông bị chập hay gì đó. Trời ơi trời. Trời ơi tôi quên. Thét rồi tôi cũng muốn điên theo anh luôn à. Mà điên là cái gì? Tại sao tao lại điên? Rồi tại sao mày không cho tao về với vợ con tao, mà cứ bắt tao ở mãi với cha con mày? Đã lâu rồi tao nhớ là lâu quá trời lâu, đi đâu mày cũng không có cho đi. Sao cho anh hiểu nữa, tôi có đi tìm vợ con anh nhưng mà mày có thật tìm không hay là cố tâm che giấu chẳng cho nhìn. Tôi lại mày hãy thương mà giúp đỡ cũng tại anh lúc trước không à, khi còn tỉnh thì biểu tôi giấu vợ con anh để vợ con anh khỏi gánh nặng, rồi đến lúc khùng khùng điên điên tửng tửng từng từng lên á thì đòi về với vợ con, tới chừng đó thì cũng muộn mẹ nó rồi, kẻ phương trời người góc biển biết đâu mà tìm, không chừng chị Hậu đã chết lâu rồi mà mình không hay không biết đó chứ. Không à, vợ con tao không có chết à? Không có chết đâu nha. Mày đừng có nói bậy. Mày nói tầm bậy quá vậy. Thôi thôi, tôi nói bậy. Vợ con anh còn sống nhăn răng, được chưa hả? Trời ơi, tiêu cha cái máy hát của tôi rồi. Ai mà phá mách vậy trời. Ê, thằng nhỏ nó về. Thằng nhỏ nó về đó. Mày đừng có cho nó đánh tao nha. Anh bình tĩnh đi. Có tôi đây nè, không có sao đâu. Anh nghe tôi hỏi nè, phải anh phá cái máy hát nó được phải không? Nó sập sình hoài, tao chịu không có nổi. Tao đập nó. Trời ơi. Tao đá nó. Cha già điên đâu? Cha già điên đâu rồi? Chuyện gì mà la lối sùm dữ vậy con? Bà mới về đó hả? Nè nè, bây giờ bà coi cái máy hát của tôi nè, nó thành cái đống phế liệu rồi kìa. Bà biết rồi, tao để đó bà coi, bà sửa lại. Ê, mày đừng có sửa nha. Mày sửa nó sập sinh, tao nhức cái đầu lắm. Đó, bà thấy chưa? Con nó nói rồi, gửi đại cha vô bệnh viện tâm thần cho rồi đi. Thêm thôi, đuổi phức đi rồi, để nhà phá hoại quá trời, ai mà chịu cho nổi. Bữa nay hên là cái máy này nghe, mày mốt không biết tới cái gì à. Mà ba nữa, con nói với ba hoài à, chứa cái đồ điên khùng trong nhà này chứ gì á. Chứa là làm như chứa tự thần vậy, ba biết không? Mày câm miệng mày lại đi. Hãy nhìn cái nét sợ sệt của một con người, không khác gì một đứa bé sợ đòn đang tìm đường lẩn trốn. Mày không động lòng mày hay sao? Mày còn nặng lời như vậy nữa chứ. Mày có biết ông ấy là gì của mày không? Thì là bạn của ba. Nếu tính ra thì chỉ là người dưng nước lã thôi. Mày chết cha mày bây giờ. Kìa, ba làm gì vậy? Ba đánh tôi hả? Tao tức lắm mày biết chưa? Cũng vì lời hứa với má mày mà tao phải lặng câm, để mày xem con người này là người dân nước làng. Rồi không biết hậu quả sẽ ra sao nếu như dài dặn cảnh trở triêu này. Mệt quá.
ôi nỗi hoành đào đã qua mức đông đầy. Thôi được, mày cứ việc coi đây là người dân nước lạ, nhưng mày cũng biết cớ sự nào mà ông ấy biến thành kẻ dại điên. Cũng bởi liều mình trong trận hỏa hoạn năm xưa để cứu được mẹ con mày ra nên mới hóa thành như vậy. Vết tích còn đây ở sâu còn đó mà mày vội bỏ quên để lên tiếng nặng lời. Chuyện này á, tôi đã nghe ba kể nhiều rồi. Tôi không phủ nhận ông ấy là người ơn đã cứu tôi và má. Nhưng chẳng lẽ vì cái ơn đó mà tôi phải cua mang mấy suốt đời? Tôi muốn làm gì thì làm thì sao? Cười quá. Còn nếu như không có ông ta, mày còn sống được tới giờ này để đứng nặng nhẹ lắm lời như vậy sao mày? À thì con người ai cũng có số mà bà ơi. Phải, mày nói phải. Sống ở đời thì ai cũng có số. Ví như mày nếu không có số thần thì mày cũng đã chết từ lâu. Nuôi mày khi bằng con cắt kè kỳ nhau, ngày ngày cứ chờ mong cho mày mau lên. Vậy mà thiên ân tao chưa hề nghe mày nói, chỉ toàn trả treo và bao thứ chỉ vô nghị. Thậm chí má mày nằm liệt giường có khi cả một hai tháng mày mới ghé qua, chưa nói tròn câu thì bỏ đi dầu vàng. Hậu quả thương con không đòn không dạy, thương đại thương đùa nên mày mới vậy đây. Thôi đi ba ơi, ba nói nãy giờ toàn là nghe ba binh người dân nước lã không à. Vậy rồi chửi mắng tôi. Bây giờ tôi hỏi ba nè, tôi làm gì trật? Tôi làm gì trật mà ba ghét tôi dữ vậy? Mày tự xét lại bản thân mày á. Mày xét lại đi rồi mày sẽ biết. Xét kỹ thì bản thân tôi không có trật gì hết á. Từ năm mười mấy tuổi tôi phải bỏ học để ra đời kiếm sống. Cả cái gia đình này bao nhiêu năm nay á, có phải một tay tôi bảo bọc chăm lo không? Vậy thì bây giờ ba còn đòi hỏi gì nữa chứ? Cái thằng chó, mày câm miệng mày lại đi. Nếu mày nói như vậy, từ nay tao không cần mày nữa. Và mày cũng lập tức đi đi, đừng ở nơi đây. Coi như là tao chẳng có thứ con như mày. Đưa bất hiếu vô nghị có ra chi, đừng để chướng mắt tao. Bao nhiêu năm rồi cũng vì bổn phận nên tôi mới cam đành. Ủa ba tưởng tôi cần lắm hay sao? Chỉ mệt tét mà thôi à. Đi phức đi đừng có lắm chuyện. Tuy tao già nhưng tao vẫn còn tay chân. Nếu có cùng đường dù phải đi sinh, nhưng ngã của mày đói chết cũng không ăn. Thôi thôi bớt giận tại tao phá hoại. Tao hứa từ nay cứ sập sình sình sập, tao thề không có phá đập. Nhỏ, nhỏ à, mày đừng đi nghe nhỏ. Bớt giận đi nghe. Mai mốt tao không có phá đồ của mày nữa đâu ha. Thôi thôi thôi, thôi. Ông Giang ra đi. Tôi chán lắm rồi. Nhất là cái bộ mặt khùng khùng điên điên của ông. Thôi vậy tao đi. Tao đi chỗ khác nghe. Không cần ông đi đâu. Mà kẻ đi là tôi nè. Mày đi đâu mày đi cho phức đấy mày. Bà khỏi cần đuổi, tôi cũng đi à. Để coi từ nay mấy người sẽ ra sao khi không có tôi. Chào ạ. À. Nhỏ, nhỏ ơi, đừng có đi mà nhỏ. Nhỏ ơi. Anh Hùng, hay kệ nó đi. Ủa anh tưởng tôi không thương nó hay sao? Tôi thương nó còn hơn anh thương nó nữa kìa. Anh biết không, nó là bé Lâm đó. Bé Lâm của anh ngày xưa đó. Bé Lâm. Mà Lâm nào? Có nói anh cũng có biết mẹ gì đâu. Cũng tại vợ chồng tôi thương nên chiều quá đi. Bây giờ nó mới như vậy đó. Tôi xin lỗi anh vì đã không dạy dỗ cho cháu được nên người. Mong rằng với cuộc sống dòng đời sẽ đưa nó quay về như bé Lâm ngoan hiền của ngày trước. Anh Hiếu à, khi nhắc tới chuyện hôn nhân, lòng của em bỗng bồi hồi lo lắng.
Bởi vì má em... Thảo à, nhưng tại sao vậy em? Anh thật tình thật giả muốn thành chồng thành vợ với em mà Thảo. Em biết, quen với anh lâu nay, tánh ý của anh ra sao em hiểu chứ. Nhưng mà... Nếu phải chi, anh là một anh chàng chạy xích lô, một giai cấp công nhân hay một trong những gia đình nghèo khổ, thì em... Thảo em... Thì tình ta nào đâu ngang trái, khóc chữ tơ duyên đêm ngày xót xa niềm riêng. Nhớ lo lòng anh quyết giữ nguyên tình đầu, thề yêu em chỉ mình em thôi. Nhớ mai xa khô lìa đôi, xa cách rồi khổ đau mình em. Thảo ơi, với anh thì tình yêu là sức mạnh vô biên, cũng là thứ thiêng liêng rất khó tìm khi đánh mất. Nên từng giấc ngủ đêm anh đã thường mơ mộng khát vọng cùng em đẹp dở duyên tình. Do thỏa hoài mong cho mình được bên mình, anh giữ niềm tin ở trái tim chặt dạ, nguyện cả một đời chỉ yêu có mình em. Nếu bảo rằng vì hai chữ hẹn sao thì anh sẵn sàng bỏ đi tất cả để được bên em cùng đắp xây hạnh phúc, để được bước chung đôi suốt quãng đường đời. Hiểu được lòng anh, em càng yêu anh nhiều hơn nữa. Nhưng mà em xin anh đừng vì em mà đánh mất đời mình. Bởi vì sự nghiệp cũng là điều tất yếu ở cuộc sống ngày mai mà anh. Đành là vậy, nhưng tình yêu là hạnh phúc, là hơi thở, là lẽ sống. Nếu đánh mất thì cuộc đời này có còn ý nghĩa gì đâu Thảo à. Hiểu, hiểu ơi, khi đã yêu thì ai không và ai đâu muốn lẻ loi mang nỗi niềm mong đời. Nhàn lạc bầy nhàn kêu than thảm thiết, người xa người sẽ thương tiếc còn hơn. Em có muốn đâu cạnh mưa ngâu cầu bắt ruột thắt lòng đau khi nói tiếng tạ từ. Thảo, Thảo ơi xin đừng, đừng đành đoạn Thảo ơi, đừng để anh chơi chơi suốt chặng đường đời còn lại. Nếu một mai mà có ngày ly cách, anh nguyện với lòng là sẽ sống cô đơn. Anh Hiếu, anh đừng có nói như vậy mà anh. Anh biết rằng em cũng là con người, có khối óc, có trái tim, thì hỏi ai mà không đau khi không cùng người mình yêu dệt tình mộng đẹp. Nhưng với tôi thì cậu sẽ không qua được đâu, bởi nơi đây không hoan nghênh những người sang cả. Bác, dạ thưa bác cháu. Má, má ơi, anh ấy là... Là người đã từng đón đưa họ hẹn, và cũng là con của một gia đình giàu có, phải không con? Dạ, dạ thưa má. Con Thảo, từ lâu má đã nói với con rồi, gối rơm á thì an phận gối rơm, chứ đừng để người ta nói mình là đồ dưới thấp mà chồm lên cao. Rất dễ té đau khi hối tiếc đã muộn rồi. Cái luật đời xưa nay thật khó thể nào thay. Vào ai có phải chăng là những kẻ nghèo, nên biết
vẫn chứ vui trèo, rồi sẽ là áo anh mà thôi. Thưa bác, tuy cháu hiện nay đang sống trong hoàn cảnh tạm nói là sang giàu, nhưng chưa có một lúc nào ỷ lại từ gia môn. Muốn tự tạo từ bản thân bằng ý chí, bằng sức học của mình. Học à, ba cái chữ nghĩa dạy đời, nhưng liệu đời con học được không? Thầy sẽ bẻ công cái đạo luật và lý trí làm người, mặt thiên hạ ai chê cười, họ cứ lạnh lùng mà tiến bước. Ở đời mực bước không lo được già của người đâu, tôi đã sợ từ lâu câu chốt lưỡi đầu. Bác à, nhưng cháu thật lòng thật dạ với Thảo mà bác. Tôi chẳng biết lòng dạ của cậu ra sao, nhưng tôi sẽ xét lại. Nếu như cậu là một đứa con sống trong hoàn cảnh khổ nghèo. Má, nhưng nguyên nhân nào má lại buộc một điều kiện kỳ đời như vậy hả má? Vì người nghèo, họ mới hiểu được thế nào là khắc khổ. Nghèo, họ mới thấu được sao là mặn nồng của cuộc sống. Và nghèo thì họ mới biết rằng. Nhưng má ơi, người giàu họ cũng có trái tim, thì ta không thể cho họ không có tấm lòng yêu thương chân thật. Phải đó bác à, nghèo giàu chỉ là giai cấp ở bên ngoài, còn ở tấm lòng thì... Vậy ai có thể chứng minh ở lòng cậu chân thành tha thiết chứ? Nếu bác không tin, cháu xin thề á. Cậu im đi. Cũng chính những câu thề mà gia đình tôi tan nát, và cũng chính những câu thề mà vợ chồng con cái tôi phải chịu cảnh tình ly tan. Và cũng do bởi những câu thề ngọt ngào đường mật khiến tôi phải mất chồng, giờ không biết phương nào, hiện sống chưa ra sao, nỗi niềm đau đớn biết bao khi nhớ tới đứa con đang trong tuổi dại khờ, phải là loài bơ vơ. Má, má ơi, sự thế hoàn cảnh như thế nào, xin má hãy phân rành cho con được biết nguồn cơn, chứ còn giấu hoài trong nhà rồi tự hành hạ bản thân mình, chẳng khác chi vô tình phá vỡ hạnh phúc của con. Thảo, bữa nay con dám nói với má như vậy sao Thảo? Má, con biết, con biết nói ra là má không hài lòng, nhưng mà chúng con yêu nhau thành thật, bất chấp thế nào là sang hèn nghèo khó. Nhưng tâm tư má ra sao, má không hề cho con biết, cứ buộc phải tuân theo điều kiện khắc nghiệt kia. Má, má ơi, nghèo giàu không phải là vấn đề, nhưng người mình không yêu thì làm sao trọn đời con hạnh phúc được hả má? Nhưng má, má buộc con phải nghe. Nếu như cãi lời thì đừng coi tao là mẹ nữa. Má, má, con không muốn mình mang câu bất hiếu, nhưng quyết định của má con không phục, con không phục. Thảo, Thảo ơi, đứng lại đi em. Thảo, chờ anh với Thảo. Nếu cãi má thì con sẽ khổ. Thảo ơi, tình tư má ra sao
con đâu có biết. Cuộc đời má đã dương vòng nên má biết mà. Má biết mà Thảo ơi. Nào, chuyện gì đã làm cho con buồn? Mấy ngày nay cứ vào ra thơ thẩn, y như là kẻ mất hồn. Ngay cả hiệu thuốc cả tuần nay con cũng không bén mảng tới. Tại sao vậy? Nói cho ba nghe coi con. Ba ơi, tại sao con lại là dược sĩ hả ba? Con nói chuyện lạ chưa? Là dược sĩ, có gì là không tốt mà con lại hỏi ba như vậy? Con không là dược sĩ, con là con của một gia đình nghèo khó nào đó. Thì con đâu phải ưu hoài, buồn thương đêm ngày ngóng đời. Vì đâu lại nghĩ là lùng, hèn sang có gì cách biệt. Sống đời không nhuốc nhờ, vững lòng tin cứ bước đi. Nhưng ba ơi, người ta lại cho rằng người giàu sang không thật lòng thật dạ. Ai, ai mà lại có những định nghĩa gì mà lạ đời như vậy chứ? Dạ thưa ba, họ là... Mà cho dù họ là ai cũng được, ba cũng phản đối tới cùng về những ý tưởng đó. Vì giàu không phải là có tội, và nghèo cũng là con người có khối óc trái tim. Ai ai cũng đều mưu sinh bằng đôi tay, ai ai cũng tạo cuộc sống cho mình bằng tâm bằng não. Thì bảo phân chia sang hèn giai cấp, đó là điều mà ba tôi kỳ nhất trên. Kẻ bán mua họ cũng mong kiếm được đồng lời, để đắp bù cho sức mình láo nhọc, chải dọc chải bừa ngó từng bữa miếng ăn. Cuộc sống nào cũng đòi hỏi sự khó khăn, chứ có ai bảo rằng vững chững mà bỏ. Không bước ngõ sai thì chẳng ai làm người. Lời ba nói con hiểu. Những lời này ba thường dạy con từ khi má con mất. Sống làm người đừng để thẹn với lương tâm thì mới là sự sống. Nhưng ba ơi, lương tâm của mình thì làm sao người ta thấy được, mà chỉ đánh giá bề ngoài mà chia cách chúng con. Chia cách chúng con? Hiểu. Con nói vậy, chẳng lẽ con... Bộ ba quên là con gần 30 tuổi rồi sao? Ý, trời đất thánh thần ơi! Vậy mà ba quên mất chứ! Nhưng gia đình nào khó khăn dữ vậy? Cho ba biết coi, liệu ba có thuyết phục được họ không? Dạ thưa ba, chúng con quen nhau lâu rồi ba. Dạ cô ấy là... Dạ thưa bác, con mới tới à. Ờ, cháu. Hiếu à, chẳng lẽ người con nói lại là... À... Thôi, ba biết rồi. Tưởng gì khó chứ, chuyện này ba lo được. Ba à, con... Yên tâm đi, để đó ba lo cho. Thôi, hai đứa ở đây trò chuyện, ba còn phải ra hiệu thuốc nữa. Thôi, ba đi nghe. Dung à, ở chơi nghe cháu. Dạ. Ba à, ba... Chẳng lẽ ba nghĩ mình với... Phải, bác ấy hiểu lầm người con gái anh nói là em. Chứ bác ấy đâu có biết kẻ đó lại là một cô gái chẳng ra gì. Dung à, em... Em nói vậy là sao chứ? Chẳng lẽ em... Phải, tôi đã theo dõi và biết chính xác người anh yêu là ai. Chỉ là một cô công nhân nghèo mà. Nhà hả? Như cái ổ chuột mà thôi. Phải,
cô ta chỉ là một công dân bình thường, hoàn cảnh rất nghèo. Vậy thì sao chứ? Em hơi quá lời rồi đó Dung à. Vậy tôi hỏi anh, so với con nhỏ đó, tôi có gì không xứng chứ? Tại sao anh lại chối bỏ, trong khi tôi cũng thật giả yêu anh mà. Dung à, tình yêu thì nó đòi hỏi sự thuận cả hai chiều, chứ gượng ép thì chắc chẳng lâu bền đâu em. Từ lâu anh xem Dung như là em gái, chứ còn tình yêu thì anh đã dành cho người khác. Anh đã làm tan nát tim tôi khi mà tôi đặt rồi bao niềm tin và hy vọng. Mơ mộng từng đêm cái em đềm tình thắm như nắng ấm ra đi khi mưa bão căm giận cuộc đời sao bạc đãi với tôi. Cùng là con người mà phải chịu lẻ loi, còn họ thì có đôi vui cười đôi mặt. Tay trong tay giữ tình thắt chặt, cùng dắt nhau đi để tôi lại một mình. Dung à, lời thở than của em sao anh nghe như là tuyệt vọng. Em còn trẻ, còn đẹp, thì em lo gì chuyện tình đẹp ở tương lai. Nhưng không ai sánh bằng, bằng anh trong trái tim em. Lòng đã yêu ai rồi thì có mong đôi vời, xin hãy hiểu người ơi chứ để khổ đời tôi. Dung ơi mong em nên xóa đi ý nghĩ anh chỉ xem em như em gái của mình. Em bảo chữ tình đã gửi khó phai, anh cũng đã trao ai nên có thay đổi được. Nếu phải duyên thì nên chờ nên đợi, đừng phí tuổi đời khi mình không nợ không duyên. Đành đoạn với tôi vậy sao anh Hiếu? Anh cũng biết rằng từ lâu rồi tôi đã yêu anh mà. Nhưng từ lâu rồi anh cũng bảo với em là đừng đặt tình yêu vào anh nữa, bởi anh chỉ yêu Thảo mà thôi. Bây giờ và mãi mãi không hề gai chuyện. Nhưng anh có nghĩ sẽ đến lúc tuyệt vọng khi thân phận mình là có một nhà trí thức mà lại đi yêu nhầm đứa con gái của một mụ tú bà? Chuyên kinh doanh trên xác thịt của các cô gái non lòng nhẹ dạ hay không chứ? Không, em nói láo, bác ấy không phải là hạng người như vậy. Anh có thể không tin, nhưng đây là sự thật. Vì muốn tìm hiểu con người anh yêu có gì hơn tôi, nên hôm nay tôi đã vô tình phát hiện ở một tiệm cắt tóc mang hiệu Thanh Nữ nghe rất mỹ miều. Nhưng các nàng kiều đang hành lạc bên trong, thật ra đó là điểm chứa gái trá hình. Tôi cũng không tin đó là sự thật, dáng vẻ hiền lương nhưng lại là má miền. Anh cứ tìm hiểu cho tận tường, bởi chính mặt tôi nhìn không mang dẫn dạy bà ấy đi. Không, không đâu, có lẽ em nhìn lầm rồi Dung à. Lầm à? Nếu vậy thì anh cứ tìm hiểu đi, rồi có tôi lầm hay anh lầm, những gì tôi muốn nói tôi đã nói hết rồi chàng anh. Trời ơi, có lẽ nào lạ vậy sao? Tôi không tin, tôi không tin đây là sự thật. Tôi không tin, tôi không tin mà. Ba tán thành quyết định của con, bởi mình chưa nghe chưa thấy thì đó chưa phải là sự thật. Ba, vậy là ba, ba quên ít đồ định quay lại lấy, nên vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện giữa con và Dung. Ba xin lỗi
vì ba đã hiểu lầm chuyện tình cảm của con. Ba à, thật ra người con thương là một cô gái nghèo rất đáng thương, còn mẹ cô ta là người đàn bà phản đối kịch liệt và cấm con mình tuyệt giao với người giàu có chứ gì. Ba, sao ba biết? Chẳng phải lúc nãy con đã nói với ba sao? Con rối quá nên con quên mất á, là con đã nói với ba về bác ấy. Ừ, bình tĩnh lại đi con. Không thích con mình có tình cảm với người giàu có thì người đàn bà này ba tin không phải vì tiền mà làm điều phi đạo lý. Biết đâu trong câu chuyện còn có nguyên nhân. Hiểu à? Dạ. Nghe ba nói, nếu thật lòng thật dạ thì cố gắng tìm hiểu. Ba ủng hộ con hết mình. Biết đâu ba cũng nhúng tay vào để bảo vệ hạnh phúc của con. Dạ, thưa ba con hiểu. Dạ, xin cảm ơn ba. Bây giờ con đi nghe ba. Ờ, đi đi con. Nhớ đem tin mừng về cho ba nghe con. Dạ. Con hỏi má, tại sao? Tại sao vậy chứ? Vậy mà lâu nay má bảo là má đi làm công, má chỉ rửa chén lau nhà thôi. Bây giờ đổ bể ra thì má lại đi làm một điều tác tệ như vậy nè. Má nói đi, má nói cho con biết đi, tại sao má làm như vậy? Thảo, Thảo ơi, con hãy hiểu cho má. Lòng dạ má vẫn trăn trâu, má không làm điều tác tệ. Con hiểu má, hãy hiểu cho má đi con. Kinh doanh qua xác thịt của các cô gái mà má còn cho là không tác tệ nữa sao? Trời ơi, đây là một cái chuyện mà xã hội khinh khi và người đời nguyền rủa, má có biết được không? Thảo, Thảo ơi, má có một hoàn cảnh mà không thể nào mở lời cho con hiểu được đâu Thảo. Má không nói được lời nào để phân minh là mình trong sạch. Nhưng dưới lương tâm mình không dám câu luôn đường về đạo. Một ngày không lôi đạo lý đi đôi, má thường khuyên bảo thì sao hôm nay lại đến chuyện đau lòng. Con mới cặp sách vui thì má đã dài trong từng bữa ăn thiếu hụt, nhưng trao một cõi lòng là vẹn chữ thanh cao. Má thường bảo rằng làm người thì phải sống sâu, đừng ước vọng cao để lạc vào trong vô. Dù khổ dù nghèo nhưng phải giữ sạch trong, không để vết nhơ che. Những điều đó má có dạy và luôn nhớ kỹ ở mình, không bao giờ sao.
tiếng lòng. Nếu nói như vậy thì tại sao lại có chuyện này hả má? Mời con Giang má, má nói đi. Hay chính bởi vì tiền mà má để cho mình sa ngã? Không, má không vì tiền. Thảo ơi, thiên hạ thường xem đồng tiền là mảnh báu, nhưng đối với má thì không. Má thề giữ vẹn lòng, quyết chẳng nhẹ tâm trước sức hút của bạc vàng. Từ lâu rồi má đã xem thường như cỏ rác, bởi chính nó đã làm cho đổ nát gia căn. Điều má cần là cuộc sống bình an giản dị đơn sơ, chứ không đua đòi sang cả. Nghiệt ngã hôm nay không do chính tay má tạo, nhưng phải dựng vào vì cái nghiệp cái ân. Ân gì? Nghĩa với ai mà có chuyện quái ác này chứ? Má, má nói đi, má nói cho con nghe đi má. Má, má không thể nói, không thể nói được con ạ. Má đã hết lời rồi, con không tin cũng được, rồi thời gian sẽ trả lời. Còn bây giờ má chỉ có lời cuối cùng là má không làm gì trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý hết. Má, về đi con, không có má sáng mà tự lo cho bản thân đó. Không, con không tin. Má ơi, con không tin đâu. Con không tin những gì hôm nay má nói. Nhưng mà con hận, con hận má. Thảo, con nằm nổi quá Thảo ơi. Tại sao, tại sao con không tin má Thảo? Ở trong này đây hả chú? Cảm ơn chú. Hậu, Hậu, chị Hà, em tới đây làm gì? Chị đang bệnh mà sao không ở nhà nghỉ ngơi? Hậu ơi, em ra nông nỗi này mà chị nghỉ ngơi sao được hả Hậu? Em không sao đâu mà. Chắc không bao lâu họ sẽ thả thôi chị à. Tại sao? Tại sao em phải làm như vậy chứ? Em khờ quá Hậu ơi. Với cái tội danh này là em phải ngồi tù chứ không phải chuyện đùa đâu. Tại chị. Không đâu chị, em làm chuyện này là do chính em tự nguyện mà. Như vậy rồi em sẽ ra sao? Con của em nó sẽ nghĩ gì với cái hoàn cảnh này chứ? Em là người rất trọng thể diễn kia mà. Trời ơi, phải chi trước đây chị chịu nghe lời của em mà sớm bỏ cái nghề này thì bây giờ đâu có chuyện trớ trêu như vậy. Khốn nạn cho chị lắm mà. Chị Hà, chị đã làm khổ em rồi. Không sao đâu chị, chỉ một việc làm nhỏ nhặt này thì có đáng gì với ân nghĩa của năm xưa. Chị đã mở lòng tháng trôi xuôi bao nỗi buồn
một chút ơn đùm bọc. Đáng gì đâu mà em hy sinh bản thân mình. Chữ tình luôn giữ chính là người cao cả nhất trong em. Dù cuộc đời hai lối sống hỡi em là người đàn bà mà chỉ tin rằng trên đời khó phương tìm được. Đứng trước phong ba nhưng dựng mình không xa ngã. Em đã vượt qua cái sức mạnh của kiếm đừng tự trách mình nữa. Có trách là trách em không hết dạ hết lòng để đưa chị qua ải khổ. Không đâu em, những lời khuyên của em trước đây đã hết tình hết lý, nhưng mà do chị quá nhu nhược yếu hèn nên không đủ sức để vượt qua. Chị à, sống trên đời thì ai cũng có phần có số, thường thì cái khổ dễ làm nghiêng ngả thế nhân. Em cũng bao lần lận đận gian truân, nhưng cũng mới là có chỉ gian tay cứu giúp. Ân nghĩa tâm sâu đã từ lâu mang nặng, nên dù mấy khó khăn em biết chẳng ngại ngần. Tuy ta không cùng máu mủ với nhau, nhưng trong em lâu nay đã quay chỉ như là ruột thịt. Tâm nguyện gánh hết chuyện này thay chị để đời ơn. Không, chị không thể chấp nhận để cho em tiếp tục hy sinh nữa đâu Hậu à. Từ ngày chị ngã bệnh, em đã tận tình lo lắng với cái đồng lương ít ỏi của kẻ ở đỡ làm công. Em cũng đã gánh gồng sớt chi cho chị từng miếng ăn đến viên thuốc. Với ơn nghĩa ngày xưa thì tính ra chị nợ em nhiều lắm Hậu à. Chị, nếu thương em thì xin chị đừng biến sự hy sinh của em trở thành vô nghĩa. Dù có trở thành vô nghĩa nhưng ở chị thật khó thể mà mờ phai. Hậu à, chị sẽ khai báo tất cả trước chánh quyền việc chứa gái trá hình kia là do chị gây ra. Còn em chỉ là người hy sinh để thế tội. Chị, đừng mà chị. Em hãy sáng mà về giải thích cho con em nó hiểu. Em đừng để sự đổ nát gia đình thì chị chẳng có vui đâu. Chị à, chị, chị à, sự thật có phải như vậy không má? Những điều má nói hoàn toàn là sự thật con à. Vì sao lâu nay má lại che giấu, má không cho con biết? Lúc con lên 5 tuổi, vì sợ con nhiễm với lối sống không sáng trong, nên chị ấy đã mua sắm nhà cửa để mẹ con mình ra sống riêng. Và má cũng không muốn con biết, vì sợ con coi thường chị ân nhân đó.
đành thú lộn cơn, con đừng đánh giá chị ta. Không đâu má, con dám đâu miệng thì chỉ tiếc từ lâu chẳng biết chuyện này để ơn nghĩa đất đền. Con quá đau khổ không tìm hiểu căn nguyên, vội hờn trách mẫu thân. Tôi của con đến tới vạn lần cuối lại ngã dừng. Con có biết gì mà bảo rằng có tội thì trách mà thôi. Má, má có lỗi gì để trách đâu. Má tự trách mình vì đã không giúp được chị ấy thoát khỏi cảnh này. Hiện giờ chị ấy bệnh nặng rồi, rồi chị ấy sẽ ra sao đây khi bị án tù hả con? Thảo, Thảo ơi, má lo quá con. Má, bây giờ có buồn có khổ thì cũng không giúp được gì đâu má à. Chỉ hy vọng ở cán cân công lý và sự khoan hồng của pháp luật thôi. Lại trời phù hộ cho chị ấy tai qua. Chứ chị ấy mà có bề gì thì má sống cũng chẳng yên đâu. Má. Hậu, chị không sao đâu em mà. Chị Hà. Hậu em. Chị không sao thật hả chị? Má, vì đây là người mà má nói với con đó. Dạ, con thưa gì? Thảo, con lớn quá, vì nhìn không muốn xa con đó Thảo à. Con xin dì hãy tha lỗi, bởi con quá vô tình, không tìm hiểu, cho nên con chẳng biết bên mình còn có người mẹ thứ hai. Thảo, dì có nghe lầm không con? Dì không lầm đâu dì à. Đây là lời nói xuất phát từ đáy lòng của con mà dì. Thảo, Thảo ơi, nghe được những lời này mà về đây cứ ngỡ là giấc chiêm bao. Ôi điều ước ao nay đã đạt thành, dù chết bây giờ gì chẳng tiếc đâu. Chị đừng nói vậy mà chị. Má, nếu má cho phép thì từ nay con xin được gọi dì là mẹ. Thảo con. Mẹ của con. Hậu ơi, chị vui lắm Hậu ơi. Mẹ cứ ngỡ suốt quãng đời còn lại mẹ sẽ sống cảnh cô đơn, nhưng bây giờ có con, bỗng nhiên mẹ cảm thấy yêu đời. Và mẹ sợ cái chết quá Thảo ơi. Mẹ sợ mẹ lắm. Mẹ sẽ không chết và không cô đơn nữa đâu. Từ nay mẹ sẽ ở với con, với má con, để cho con được làm tròn chữ hiếu. Chị à, con chuyện vừa rồi là sao hả chị? Em à, do chị bệnh hoạn, phần thì lần đầu phạm tội, giả lại cũng chưa nghiêm trọng
nên họ chỉ phạt cảnh cáo rút giấy phép hành nghề của tiệm cắt tóc rồi cho về thôi em mà. Cảm ơn trời đã thương. Chị à, từ nay em mong rằng em hãy yên tâm. Chị đã hiểu thế nào là cuộc sống đẹp. Mấy mươi năm trước chị đã sai lầm nên đã chuốc hậu quả ở thân là căn bệnh. Do sự đào thải của tuổi đời, phần thì không muốn em gánh nặng nên chị mới tính liều như vậy thôi. Chứ thật ra thì chị cũng chán ngán và căm giận lâu rồi với cái nghề nghiệp bạc bẽo này. Má à, từ nay dưa muối cháo rau mẹ con mình cùng chia sẻ. Con tin rằng mẹ sẽ tìm được cuộc sống đầy tươi vui với quãng đời còn lại. Phải, có con, có má con, mẹ sẽ không ham muốn gì hơn với những ý niệm đó. Mẹ, Thảo con, Thảo. Thảo, Thảo ơi, anh là Thảo, Thảo. Anh Hiếu, anh đừng có tìm em nữa, anh đi về đi. Nhưng tại sao vậy Thảo? Anh không có lỗi gì với em mà Thảo. Anh không có lỗi, nhưng mà em không xứng đáng, cho nên từ nay chúng ta nên chia tay đi. Thảo, đành lòng sao em, đành tâm chia cách. Anh chẳng phôi phai như hoài những câu tình chung, bóng em yêu còn ghi cách trí anh nào. Dù yêu nhau cũng đành thương đau, gió mới câu em sang nên nghẹn ngào nói câu cách điệp người. Thảo ơi, nhưng anh không chấp nhận quan niệm đó để tình mình đi vào bế tắc đâu Thảo à. Anh không chấp nhận, nhưng đó cũng là sự thật thôi anh à. Hoàn cảnh trước đây đã khiến má em hận người giàu sang đến tận xương tận tủy. Chữ hiếu với tình, anh bắt em phải chọn làm sao đây? Còn mẹ nuôi em, một vị ân nhân cao cả, với thân phận quá đen mờ, thì với anh em có còn xứng đáng nữa hay không? Anh Hiếu, em yêu anh nhiều lắm chứ, em yêu anh nhiều lắm mà, nhưng em đành phải chịu, em đành chịu thôi. Thảo, đó chỉ là quá khứ thôi Thảo à. Nhưng quá khứ đó không thể nào thay đổi được. Tuyệt đối chỉ có một con đường để em chọn mà thôi. Thảo à, nhưng anh... Thôi đi ông bạn à, đừng có vòng vo nữa. Người có học thức á, người ta nói ít mình nên hiểu nhiều một chút. Anh bạn là... Tôi là bạn của Thảo, cũng đã từng theo đuổi Thảo. Hay nói đúng hơn, tôi là... Là người mà mai em chấp nhận gả em cho anh ấy đó. Thảo, Thảo ơi Thảo. Anh đứng lại, tôi cảnh cáo ông bạn, nếu như từ nay còn đeo đuổi đón đưa thì đừng trách sao tôi quá vô tình. Bởi chuyện này tôi đã nói trước, Thảo bây giờ sắp là vợ của tôi, anh hãy cố gắng mà lánh xa đi. Ông bạn à, mới sắp tức là chưa, tôi sẽ quyết lòng với cuộc chạy đua. Bởi tôi yêu thật giả thật lòng, tôi sẽ công bằng trong chiến trận tình yêu. Được, nếu muốn vậy á thì cứ tự nhiên đi, để rồi coi ai là kẻ thua người thắng. Nhưng tôi nhắc cho ông bạn biết, giữa một dược sĩ và một thằng phích lô thì tôi đã có nửa phần để thắng rồi đó. Thời gian sẽ trả lời. Bây giờ thì tôi không có thời gian để tranh luận với anh đâu. Chào anh. Được, tao sẽ chờ để coi mày thất bại. Sao rồi ông bạn, mọi việc tốt đẹp chứ? À, chào cô.
Cảm ơn cô đã chỉ dẫn, nên thằng nghèo như tôi sắp được cô vợ đẹp. Không cần cảm ơn, miễn sao anh cưới được con bé đó thì cần gì cũng được. Cảm ơn cô rất nhiều. Nhưng có một điều làm cho tôi suy nghĩ, là giữa tôi và cô chỉ là người xa lạ, chỉ quen nhau vài lần chở đi công chuyện. Sao cô lại tốt với tôi như vậy? Thì tôi rất cảm thông cho hoàn cảnh những người nghèo, mà nhất là những anh chàng đạp xích lô như anh. Đẹp trai nè, cũng đâu có thua ai, cũng ăn nói hoạt bát dễ thương, nhưng chỉ mắc cái bệnh nghèo à. Nên rất khó tìm bạn trăm năm, bởi thời thế hiện nay các cô thường hay đắm say những nhà doanh nghiệp giàu sang tột bậc, chứ hiếm có người chọn lấy chồng nghèo. Đúng, cô nói đúng, quả thật không sai. Với thời buổi hiện nay quá khổ cho những chàng trai thấp hèn thân phận, thì nợ duyên lận đận, nghĩ tức cũng con người, sao sanh chuyện giàu nghèo. Thì vậy mới có chuyện để nói chứ. Tôi là nữ mà còn thấy không công bằng, hà huống gì các anh. Nên tôi mới chỉ cái mối này để anh vô đó. Dẫu sao thì tôi được vợ cũng nhờ cô cả. Người ta thường nói cưới vợ thì cưới liền tay, nên anh phải tranh thủ càng nhanh càng tốt đó. Nếu thiếu thốn gì cứ tìm tôi. Thôi, tôi có công chuyện, tôi phải đi đây. Cảm ơn cô. Nè, cô đi đâu để tôi chở cô đi cho? Không cần đâu, tôi có chuyện gấp nên phải đi bằng taxi. Cảm ơn cô nhiều lắm nghe. Không ngờ ở đời lại có người tốt đến như vậy. Nhỏ ơi, nhỏ, ta kiếm mày nè nhỏ. Nhỏ ơi, trời ơi, cũng cái ông này nữa, sao ông cứ phiền tôi hoài vậy? Đi về, về đi nhỏ, về nhà ăn cơm. Ngoài đường đói làm sao? Ngủ ngoài đường mũi nó cắn chết. Về, về đi. Nghe, tôi không có cần ông lo cho tôi. Tôi sao mặc kệ tôi? Ông cứ biết mỗi lần á, dòm thấy cái bản mặt của ông á, là tôi chán, tôi ghét nó rồi biết không? Mày ghét tao cũng được, tao chịu hết á. Nhưng chỉ có cái là nên nghe lời của tao đi về, không nên bỏ nhà đi xóm làng biết qua sẽ cười. Từ nay là tao thế không phá để mày không vui. Tôi sống lang thang khổ thân nhưng còn hơn ở trong căn nhà suốt năm mang đêm tâm tôi như cõi A Tỳ. Bởi vì có người như ông. Nhỏ ơi, người ta nói tao điên, người ta nói tao khùng, tao dại, không biết có phải vậy không. Nhưng trong lòng tao thì mày là tất cả. Mày bỏ mày đi thì trong nhà êm ả. Nhưng cả tháng qua tao luôn nhớ thương mày. Không biết tại sao mà còn tao với mày không biết có thân không, mà tao cũng thấy khổ nữa. Chẳng hiểu tại sao chắc trời cao ông biết, tao quyết trèo lên để hỏi tận tường. Ông muốn đi đâu thì mặc ông, nhưng tôi yêu cầu ông từ nay về sau ông đừng có tìm tôi nữa. Học, nhưng mày phải đi với tao, chứ đi một mình buồn lắm. Nhỏ, mày đi với tao nha.
lên trời chơi ở trển vui lắm. Đi, đi với tao nghe nhá. Buông ra đi, buông tôi ra. Có đi thì ông đi một mình, ông đi. Buông ra coi. Ê thằng chó, mày có còn lương tâm nữa không mày? Đáng lý là tao không ra mặt, nhưng với cái hành động côn đồ của một thằng như mày thì buộc tao không thể né tránh nữa được rồi. Tao mệt quá đi. Hay đó, tôi đã cố tình né rồi đó, sao cứ tìm làm phiền tôi hoài vậy? Nếu biết mày vậy thì ngày xưa tao bóp mũi mày cho xong, chứ nuôi cái thứ như mày để tao nuôi gà nuôi vịt còn ít lợi hơn. Nên giờ sao? Bây giờ ba định kể công với tôi nó phải không? Nếu không vì anh ấy thì cái thứ con như mày không đáng để tao nhìn đâu. Mày nhìn đi, với cái dáng người tiều tụy, bỏ ngủ không ăn, cứ đòi tao phải dẫn đi tìm mày. Giờ thì anh đã hả dạ anh chưa? Tìm nó làm chi để nó đối xử với anh như vậy đó? Không sao, không sao, tao không có sao đâu mà. Chỉ té. Té thôi mà. Tôi tức lắm, cũng tại tôi, cũng tại tôi hết á. Mà anh mới ra cớ sự, thật bực mình muốn nói đại ra. Nhưng khi mở miệng nghẹn lời không nói thành câu. Do đâu cũng do mấy con vợ nhà, vì ham con mà buộc tôi phải kính lời. Trời ơi có hai đường để chọn, biết chọn thế nào cho vẹn cả hai. Trời ơi sao nhức đầu quá đi. Bây giờ ba còn nói gì nữa không? Nếu không nói tôi đi à, từ nay ba với thằng cha già điên đừng bao giờ tìm tôi nữa nha. Nhỏ, nhỏ ơi nhỏ, mày đừng đi nhỏ. Buông ra. Đừng đi mà nhỏ. Đứng đây đó. Được, nếu mày muốn nói thì tao nói. Tao cho mày biết, mày không phải là con ruột của tao. Ba định bày vẽ cái gì nữa đây ba? Tao không bày vẽ, mà đây là sự thật. Mà cha ruột của mày là cái thằng cha già điên này nè. Ba, con nói gì lạ vậy ba? Trước đây tao và anh ấy là xóm làng với nhau, thật tâm mà nói, người tốt như anh ta thật khó thể nào tìm. Cha mẹ ruột của mày lâm cảnh nghèo túng thiếu nên mới trao mày cho tao nuôi hộ. Vì không con nên tao với má mày mới nuôi ý đồ chiếm đoạt. Nửa đêm bồng mày trốn bỏ xứ ra đi, cả năm sau mới trở lại thăm quê, vô tình gặp ba mày trong cái tâm thân tàn tạ với lớp áo kẻ ăn mày. Hỏi ra thì mới biết gia đình cha mẹ ruột mày đã ly tán, mẹ mày tới nay cũng không biết sống chết ra sao, chỉ biết khi bị người ta xiết nhà xiết đất thì lúc đó mẹ mày đã mang thai sắp sanh nở. Cũng có lẽ chị ấy đã chết trong bể khổ rồi. Trời ơi, có lẽ nào đây là sự thật của đời tôi. Tuy ham con và thương mày lắm, nhưng với cái thân phận của cha mày lúc đó, tao không thể nào bỏ qua, nên tao mới mang anh ta về chăm sóc. Về đến nhà chỉ mấy hôm thì nhà mình xảy ra hỏa hoạn. Chính anh ấy đã lao mình vào lửa đỏ để cứu má mày và mày. Nhà sập, cột ngã đập trúng đầu nên anh ta mới trở nên điên dại như vậy đó. Ông ấy là cha ruột của tôi sao? Ông trời ơi, có phải chăng đây là sự thật? Câu chuyện gia đình thê thảm vậy sao? Nhưng do đâu từ lâu im lặng, ba công phận dành để con biết buồn cơn. Nhờ nhà thương chữa khỏi căn bệnh trong người, còn chứng bệnh tâm thần,
thì họ đành phải bó tay. Người ta nói ba mày bị viêm xoa não quá nặng. Cha, cha của con, cha ơi, con có lỗi lắm cha ơi. Nhỏ, mày kêu tôi bằng cha hả? À, tao là cha. Ờ, tao là cha. Đó, mày thấy chưa? Vì không còn trí nhớ nên tao với ma mày giấu luôn lai lịch, làm khai sanh cho mày, lấy họ tao. Ma mày bán thân nằm đó, nhưng luôn luôn nhắc tao là đừng nói chuyện này ra, vì sợ mất mày. Nhưng sự việc đến nước này rồi, quá bụng tao rồi, tao đành phải nói, đành phải thấu lộ ra thôi. Trời ơi, vậy mà lâu nay tôi cứ coi chung quanh tôi mỗi người như kẻ lờ, ngoảnh mặt làm ngơ thờ ơ ngược đãi. Tôi có phải là người không hay thú dữ hơn cùng? Thần học miệt khinh tâm trí lạnh lùng, mặc sức dây dùng thêm thường đạo lý, ích kỷ hẹp hòi đến tán tận lương tâm. Còn thua loại thú cầm ở giữa sơn lâm, tôi không xứng đáng là con người của cõi thế. Đáng bị gian chơi, đáng bị câu nguyền rủa, đáng bị đuổi xua khỏi thế giới loài. Tôi không xứng đáng, tôi không xứng đáng với ai cả. Rồi mày định đi đâu? Con sẽ đi bất cứ nơi đâu, miễn không có bóng dáng của con người. Đã sai một lần rồi bây giờ muốn tiếp tục sai nữa phải không? Cho mày biết rõ lai lịch để mong mày làm lại kiếp người, chứ đâu phải cho mày biết rõ lai lịch để mày chạy trốn. Thành là mày hèn lắm. Ba ơi, vậy bây giờ ba bảo con phải làm sao đi ba? Ba nói đi ba, nói đi ba, nói đi con phải làm sao ba? Với cha ruột của mày, tao khỏi phải nói, chắc mày cũng biết phải làm sao rồi chứ. Còn vợ chồng tao thì không cần mày lo đâu. Ba đừng nói vậy mà ba. Dù không công sanh nhưng có công dưỡng mà ba. Biết vậy thì tốt, tao không đòi hỏi gì cả. Chỉ có một điều tao mong á là... Chuyện gì? Xin ba cứ nói. Nên giữ cử chỉ như trước đây, đừng để má mày biết gì. Tao chỉ sợ là má mày đang bệnh. Nếu như bà biết, lo lắng trong lòng thì rất nguy hiểm, tánh mạng khó toàn. Bà hãy yên tâm, trước cũng như sau, con sẽ không sai, vẫn xem như cha mẹ từ sanh mang dưỡng dục, và xin được cho con phụng dưỡng báo ân. Ê, đó là mày nói nghe, chứ tao không có đòi hỏi à nghe mày. Ê, thằng lớn ơi, vậy là thằng nhỏ nó không có đi nữa hả? Nó không có đi nữa, nó về lo cho anh đó. Anh thấy vui chưa? Ừ, vui. Vui lắm chứ. Tao vui lắm nhỏ ơi, tao vui lắm. Vui lắm hả? Thôi về chứ, lo cho cha con mày, nãy giờ bỏ vợ tao nhà không ai lo hết á. Về. Xe đâu? Đẩy lại đây chứ. Dạ. Có ai trong nhà làm ơn cho tôi hỏi thăm? Có ai trong nhà không? Có. Dạ chờ một chút. Ừ,
Dạ, dạ thưa ông tìm ai? Dạ, xin cho tôi hỏi, đây có phải là... Hả? Chị Hậu? Phải chị không chị Hậu? Tôi đây. Còn ông? Là ông đây sao? Ông vẫn còn sống đây sao? Hỡi con người giống ân bội nghĩa. Kìa chị, em có lỗi gì mà mới gặp lại chưa trao được nỗi mừng vui? Chị đã vội vàng trách mắng. Ông im đi, tôi không muốn gặp hạng người như ông. Nhưng với anh chị, em nghĩ rằng mình không hề có lỗi. Còn mở miệng nói được những lời này sao? Vậy tôi hỏi ông, ai, ai đã xem ông như tình thâm cốt nhục? Ai đã hết lòng lo lắng cho ông, từ miếng ăn đến giấc ngủ, thậm chí đến cái áo ông khoác ở trên người? Ấm lạnh lúc đông, khi mưa giông thì chăn mền khô nắng, vàng cặp sắc bạc tiền, ai thường xuyên lo cho ông lúc khổ chứ? Những sự việc năm xưa em vẫn luôn nhớ mà. Ông im đi, mở miệng nói ra có nghe chăng thân mình xấu hổ? Ở cổ có nghe nghẹn lời khi thúc câu chuyện xưa vẫn nhớ. Chị Hậu à, với bản thân em có được ngày nãy là nhờ anh chị gấp bồi. Dù xa xôi cách trở phương trời, dù ngày cuộc đời có mấy đổi thay, nhưng tất cả không lại vẫn nhớ ân nghĩa dung trọng. Anh chỉ hết lòng lo lắng cho em. Càng nhắc tôi càng căm giận hạng người bạc bẽo như ông. Ông biết không, đời có câu thi ân bất cầu báo. Tôi không phải đòi hỏi, nhưng hoàn cảnh lúc đó, nếu như ông chịu nới tay một chút thôi, gia đình tôi đâu phải tan nát, vợ chồng tôi đâu phải ly tán, và con tôi, con tôi đâu phải đến cầm bán cho người ta chứ. Chị à, hoàn cảnh ra sao mà em nghe thê thảm quá vậy chị? Còn anh Hùng? Anh Hùng có lẽ đã chết rồi, với chứng bệnh lao mà không tiền thang thuốc. Trời ơi, có lẽ nào, có lẽ nào lại như vậy sao? Thân mình đau, không mưu sinh được gì, nợ thì tứ danh, phải đem con mà đi cầm bán. Ruộng đất thì cầm cố để trao đứa em làm lộ phí. Thân của tôi thì bụng mang dạ chữa sắp hạ sanh, vậy mà có căn nhà nương thân tôi, vậy mà họ cũng cam đành nhẫn tâm để đoạt. Tôi phải lê mình đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa, cuộc đời đau sầu vậy sao em nào đâu biết được em. Hoàn cảnh đắng cay thê thảm như vậy, chưa hết thê thảm đâu ông mà.
mà chồng tôi trông cơn đau quặn người, nhưng miệng cũng giả cười để trong tinh thần em kết nghĩa. Nhưng có ngờ đâu, cái câu huynh đệ họ đã lãng quên khi trên bến sông giàu. Đâu còn nhớ chi đến ân nghĩa của hôm nào, đã chấp cánh bay thì ai quay lại, chỉ tại mình ngu khờ nên tin dối kẻ lòng đen. Mình ơi tôi giận cho mình sao nhẹ dạ quá đi, để chuốc sầu bi để nhận những gì thế thảm. Mình trao người ta dưới tấm lòng thương cảm, còn họ có chăng chỉ sự giả dối lòng lừa. Chị Hậu à, lời của chị em biết rằng đang quán trách, nhưng với anh chị em hoàn toàn không có lỗi mà. Nếu ông không có lỗi thì chúng tôi là người có lỗi phải không? Phải, vợ chồng tôi có lỗi vì đã quá tin tưởng một kẻ như ông. Chữa cảnh túng thiếu gửi thư sang, mong rằng ông nghĩ ơn xưa mà cứu giúp. Nhưng thư của ông được phản hồi là không biết không quen. Không, em không hề làm vậy mà chị. Chị Hầu, khi sang bên ấy được 2 năm thì em lập gia đình. Em có gửi thư về để báo tin mừng cùng anh chị. Tuy cuộc sống bên ấy không mấy gì dư dả, nhưng em cố gắng sau giờ học làm thêm. Và số tiền đó, sau 1 năm khi sang bên ấy, hàng tháng em có gửi về đều đặn mà chị. Ông nói dối. Nếu ông có gửi phần giúp đỡ thì chồng tôi đâu phải ôm trong người một căn bệnh bỏ đi vì sợ gánh nặng cho vợ con mình, đến giờ không biết sống chết ra sao nữa. Còn tôi, tôi thì không chỗ nương thân, tôi phải ngủ ở đầu đường xó chợ. Và con của tôi phải đem cầm bán cho người rồi nó biệt tích cho tới ngày nay. Em cũng không biết tại sao sự việc lại như vậy nữa. Nhưng khoảng 10 năm khi về nước, em có tìm thì nghe nói anh Hùng không biết ra sao, còn chị thì có chồng khác rồi bỏ xứ đi luôn. Chị Hậu à, không, không, tôi không phản bội chồng tôi. Dù anh ấy sống hay chết, tôi vẫn chung thủy, vẫn quyết lòng ở vậy nuôi con mà. Chị Hậu à, em cũng không ngờ là gặp chị ở đây. Nhưng em có thằng con trai, nó thương con gái ở nhà này, nhưng nghe mẹ cô ta cự tuyệt vì hoàn cảnh con nhà giàu, nên em tìm đến đây. Mong rằng, mong rằng làm cho người đàn bà đó thay đổi ý định chứ gì. Vậy thì tôi cho ông biết là không làm lay chuyển được tôi đâu. Chị Hậu, vậy ra người đàn bà đó là chị sao? Em thật không ngờ mà. Sự việc trước đây về tiệm cắt tóc, em có tới công an tìm hiểu. Qua hành động của chị làm em nể phục vô cùng. Chị Hậu, nhưng chị cho em biết, vì sao chị lại có thành kiến lạ kỳ như vậy chị Hậu? Chị biết làm như vậy là làm khổ tụi nhỏ mà.
nguyên do. Vậy thì cứ đọc lá thư này đi, rồi sẽ rõ. Và tôi cũng mong rằng từ nay ông và con ông đừng đến đây làm phiền chúng tôi nữa. Chào ông. Sao lại như vậy chứ? Không, mình không hề viết những dòng chữ khốn nạn như vậy. Không, không đâu. Nét chữ tuy có phần giống, nhưng lời lẽ thì... Chẳng lẽ... Có ai nhà không? Có ai nhà không? Ủa, anh Dũng, anh cũng có mặt ở đây nữa sao? Còn chị, chị tới đây chi đây? Tôi đi tìm con hồ ly để coi nó đẹp đẽ ra làm sao mà làm cho thằng Hiếu nhà anh phải điên đảo say mê đến nỗi không còn quan tâm gì đến con Dung nhà tôi hết á, khiến cho con nhỏ phải thở than khóc lóc cả ngày lẫn vào đêm. Tôi đã biết rất nhiều nhưng vẫn không vui lòng, ăn cũng không thèm ăn, đòi nhìn đó thì chết luôn. Chuyện yêu đương lũ nhỏ thì can hệ anh nói vậy nghe sao phải, làm cha làm mẹ thì phải lo cho con chứ. Hơn nữa tôi với anh á cũng đã có lời hứa từ lâu nay về hai đứa kia mà. Chị nên nói năng cho chính xác. Trước đây tôi có hứa, nhưng nếu lũ nhỏ thuận lòng với nhau kìa, còn đằng này thì... Đồng ý là vậy, nhưng mà... Ủa, anh Dũng, chẳng lẽ con hồ ly cũng làm cho anh đổi ý rồi hay sao? Chị im đi. Ở đây không có ai là hồ ly cả, mà chỉ có những con người đáng thương thôi. Ôi, hơi sức nào mà anh tin anh ơi. Bọn nhà nghèo á thì hay dùng những lời mật ngọt, chủ yếu là nó nhắm vào địa vị và tài sản của anh thôi, chứ có thương yêu chị đâu anh. Chuyện đó tôi biết nhìn, chị khỏi bận tâm. Còn bây giờ tôi hỏi chị, có phải chị nói với tôi là chị Hậu đã hất hủi anh Hùng để bội dòng rồi có chồng sang cả và đã bỏ đi bán tất cả đất đai ruộng nương vườn tược thượng đại với chồng khi anh ấy mang chứng bệnh trầm ca? Chuyện đó rõ như ban ngày, bộ tôi nói giống với anh sao? Chị xin, liệu những lời chị nói có đúng sự thật như vậy không? Trời đất ơi, bộ anh không tin tôi hả? Tôi mà nói gian đó nghe, cho thiên lôi anh đó. Thôi, chị khoan thề đã. Còn điều này, tôi hỏi chị, trước đây nhà anh chị tôi ở trong sâu, nên nhờ địa chỉ của chị để thư từ qua lại. Vậy thư và tiền tôi gửi về có tới tay anh chị tôi không? Sao lại không? Trời ơi, đầy đủ không thiếu một đồng nữa. Như vậy chị xem lá thư này đi, ai viết? Ủa, ở đâu anh có thư này? Tôi đâu có biết đâu ạ. Chị câm đi, thật là khó tin. Chị đổi lớp người ta mà trong tâm như loài rắn độc, cáo trở thư từ kiếm đoạt tiền bạc và lý gián chúng tôi. Nè nè, anh nghe lời của ai mà buông lời nặng nhẹ với tôi chứ? Còn lá thơ này đây ở đâu ra, làm sao tôi biết được? Cũng có thể là do chị dâu anh ra.
anh. Còn tôi chỉ biết làm tròn trách nhiệm mà anh đã nhờ tôi thôi. Dù giá nghĩa giả nhân, tán tận lương tâm ác nhân thâm độc. Bà tưởng tôi chết rồi mà tha hồ bài vẽ tứ tung. Chị đây là... Bà không nhận ra tôi sao bà chủ nợ? Tôi là cái người năm xưa bị bà xiết hết ruộng vườn, thậm chí còn căn nhà bà cũng chiếm luôn, để tôi phải mang cái bào thai ra đi lưu trong biệt xứ. Tại vì lúc đó chị độc ác lắm, chị biết không? Chị có phải là con người không vậy? Anh Dũng, tôi xin anh thông cảm, tại lúc đó tôi kẹt quá mới làm. Bà im đi. Bà kẹt thì tại cái túi tham không đáy. Bà là súc vật, bà biết không? Thì bất quá tôi trả lại thôi, chứ làm gì mấy người chửi tôi dữ vậy? Thì bà hãy trả đi. Trả chồng tôi, trả con tôi, và hãy trả lại hạnh phúc gia đình tôi đi. Chuyện đó thì tôi... Chị đi đi. Từ nay tôi không muốn gặp lại hạng người như chị nữa. Đi đi. Thì để tôi đi. Anh Dũng à, còn cái chuyện con Dung và thằng Hiếu thì chuyện đó thì tự quyền tụi nó quyết định. Thôi vậy cũng được. Đi, đi cho phước mắt tôi, đồ ác quỷ. Đi. Chị Hậu à, em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã làm cho... Chú có lỗi gì đâu. Kẻ có lỗi là tôi nè. Vì lâu nay tôi đã trách phải người ngay. Do bởi tôi sai, không tìm hiểu tận tường, tin lời phường mát giang. Nắng nhẹ chú chẳng tiếc lời. Em cũng có phần lỗi chẳng nhỏ đâu, chơi chị cũng có ý giận từ lâu. Do lầm tưởng chị bạc tình mà hất nghi hối anh em. Tất cả tai ương cũng do mụ ấy tạo thành. Nhớ tới mà tôi tức giận tâm gan. Trời cao ông ở không công bằng, cứ để hạng người đó còn sanh. Chị yên tâm, em tin ở hậu dần, kẻ gây ác không nhận được điều lành. Nhân gian truy số đã sẵn dành, trồng cây đắng thì trái ngọt đâu. Vậy chứ vợ chồng tôi có làm gì ác đâu mà phải chịu cảnh như vậy chứ. Điều em đáng buồn nhất là không biết vợ này anh hùng, không biết sống chết ra sao nữa. Tôi đã tốn biết bao năm tìm kiếm nhưng vẫn bản thân. Anh hùng ơi, nếu anh có chết thì xin anh hiển linh cho em tìm ra phần mộ, để em được đốt cây nhang cho trọn phần làm vợ. Chị Hậu à, em xin chị vơi bớt đau khổ. Nếu anh hùng còn sống trên đời thì em tin rằng sẽ có ngày gặp lại mà. Tôi cũng cầu trời là được như lời chú nói. Chứ từ ngày anh ấy bỏ đi, chưa một lúc nào tôi vơi được nỗi hoài mong. Chị à, còn chuyện của thằng con trai em, nó có bảo là thương cháu Thảo thật lòng, vậy xin chị
Muộn rồi chú à. Tôi xin lỗi vì đã nhận lời với người khác. Và hôm nay bên đằng trai họ sẽ qua quay mắt con Thảo rồi chú à. Trời ơi, như vậy có cách nào cứu vãn không chị? Em rất mong là hai cháu nó thành đôi. Để em... Cảm ơn chú đã nghĩ. Nhưng chú biết tôi từ xưa giờ mà, chữ tín tôi luôn đặt ở hàng đầu. Nên không còn cách nào đâu chú à. Em hiểu chị. Chỉ trách là sao em không đến đây sớm hơn, để giờ thì hối tiếc. Ba ơi ba, trời ơi đi lẹ giùm đi ba ơi. Tới rồi nè. Từ từ chứ mày, đi hỏi vợ chứ bộ đi ăn dỗ sao mà hối dữ vậy. Trời lẹ giùm con đi mà. Mày có đi đi trước đi, tao tới sau cũng được. Vậy con đi trước rồi nghe. Dạ, dạ con xin chào bác. Thành, tới rồi hả con? Vậy còn... Dạ, dạ ba con còn đi làm sao á. À kìa kìa, ba con tới kìa bác. Trời đất thanh thần ơi, may là có một thằng con thôi, chứ 10 thằng chắc tôi chết sớm quá. Hả? Bớt cằn nhằn đi. Dạ, con xin giới thiệu với bác, đây là ba của con. Dạ xin kính cẩn nghiêng mình 45 độ chào. Hả? Chị Hậu. Anh là anh Bỉnh phải không? Có nè. Chết cha rồi Thành ơi. Mày nói người này là má vợ tương lai của mày đấy hả? Dạ đúng rồi ba. Chết cha rồi con ơi. Trời ơi rắn hổ cắn mày rồi Thành ơi. Ba, chuyện gì vậy ba? Thôi con ơi nên dẹp bỏ ý này, bởi rớt dâu là trời sẽ đánh mày. Nhưng duyên cớ gì đâu thay đổi, ba hãy nói cho con được rõ. Ba nói là không được đâu con, nếu muốn tường thì tao sẽ cho tường. Anh Bỉnh à, cháu Thành nó... Nó là bé Lâm của chị đó. Nó là thằng Lâm. Là con của tôi đây sao? Ba, chuyện này là sao hả ba? Là mẹ ruột của con đó. Hả? Mẹ ruột của tôi. Được ôm con trong vòng tay nồng ấm. Mẹ, vòng tay mà mẹ đã khát thèm thương nhớ lâu nay. Mẹ Lâm, mẹ của con. Ôi mẹ hiền, ôi mẹ hiền của con, đã trải qua chị. Em xin chúc mừng sự gặp lại của gia đình. Chị Hậu, tôi cũng chân thành xin lỗi vì sự việc năm xưa, vì đã cố ý muốn đoạt cháu Lâm. Bỏ đi anh, tôi phải mang ơn anh nhiều nữa kìa, vì anh đã nuôi dưỡng cho cháu nó nên người. Mẹ ơi, vậy Thảo là... Nó là em ruột của con đó.
hú hồn hú vía. Cũng may là tôi còn sống. Nếu tôi mà theo ông theo bà thì sự việc này không biết nó đến đâu nữa. Lâm, Lâm mà. Dạ. Con đến chào chú của con đi con. Dạ con chào chú. Con không biết, con xin chú bỏ qua. Không sao đâu cháu. Lúc chú đi, cháu chưa ra đời thì làm sao biết mà có lỗi. Chị Hậu à, con người này có phải là... Đúng đó, nhưng chỉ là sự hiểu lầm thôi anh nào. Tất cả cũng do mụ sinh đã bày ra cớ sự. Sinh nào? Có phải cô mẹ sinh mà... Cô xin tiền góp trước đây, anh đã từng theo đuổi đó. Anh sao nhắc mấy cái chuyện quỷ đó hoài, không biết nữa. Anh Bỉnh à, tôi biết anh chắc cũng giận tôi lắm, nên lúc nãy thấy tôi, anh không muốn nhìn phải không? Cũng do sự hiểu lầm thôi. Rồi tôi sẽ kể cho anh nghe sau. Còn bây giờ thì... Ý tôi quên. Còn một người nữa. Anh Hùng. Chồng tôi. Anh Bỉnh. Anh nói... Anh nói chồng tôi hả? Chứ còn ai nữa. Anh Bỉnh. Vậy anh ấy ra sao hả anh Bỉnh? Anh Bỉnh. Chồng tôi sao rồi anh Bỉnh? Để từ từ tôi nói. Anh Hùng đang ở nhà tôi á. Anh Hùng. Anh Hùng còn sống. Anh Hùng còn sống chị ơi. Chồng tôi. Chồng tôi vẫn còn sống. Anh Bình. Nhưng tại sao? Thôi đi. Đi với tôi đi. Vừa đi vừa nói. Để ở nhà một hồi ổng phá sập nhà tôi à. Đi lẹ đi chị. Tất cả ra xe cô đưa đi. Mình đi mẹ. Đi con. Thằng lớn ơi, thằng lớn. Mày khốn nạn lắm mày biết không? Mày dụ tao, mày trói tao, mày không cho tao đi hỏi vợ cho thằng nhỏ. Thằng lớn ơi, mày ác lắm. Mày ác lắm thằng lớn ơi. Anh Hùng. Anh Hùng. Anh sao nông nổi như vậy sao? Em không ngờ anh Hùng ơi. Mày khóc hả? Mà sao mày khóc vậy? Bộ nó cũng không cho mày đi hỏi vợ cho thằng nhỏ hả? Anh Hùng ơi, tại em mà ra cớ sự. Em không biết làm cách nào để đền được ơn anh. Ủa, sao đứa nào cũng khóc hết vậy? Cha, để con mở trối cho cha nghe. À, mở cho tao. Mày cho tao đi hỏi vợ cho mày hả? Anh Dũng, chị Hậu, tôi xin lỗi vì tôi phải trói anh như vậy đó. Thả anh ra sợ anh cắn người ta. Bởi tôi đã hết cách rồi. Anh Hùng bây giờ chẳng khác gì như đứa bé. Nhưng theo tôi thì thà như vậy còn hơn gửi anh vào bệnh viện tâm thần chị ạ. Mình ơi, nhìn mình mà em đứt từng đoán suốt. Mình biết không? Mình hiểu không mình ơi? Mình ơi, dù mình có ra sao thì mình cũng là chồng của em. Suốt cuộc đời còn lại, em sẽ không để cho mình phải khổ nữa đâu. Anh Hùng,
Em hứa rằng dù bất cứ giá nào, em cũng quyết mang về cho anh cuộc sống của một con người cao cả nhất trong em. Mình, mình ơi, tiếng